mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với chuyên mục unboxing cùng Bách Hóa Xanh. Mình là Vy. Ta-da! Và hôm nay thì Vy vừa mới nhận được một hộp quà bí mật nè. Bây giờ mọi người hãy cùng mình unboxing hộp quà này, xem thử bên trong có ẩn chứa điều bí mật gì nha. Wow, và món quà mình nhận được hôm nay chính là hộp quà Tết sữa trái cây của Nutriboost. Trời ơi, tự nhiên nhìn hộp quà này mong đến Tết ghê không mọi người. Mặc dù Nutriboost ra mắt trên thị trường đã lâu và chắc chắn là mọi người đã quá quen thuộc với sản phẩm này rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người hai dòng sản phẩm trái cây Tân Binh vừa mới được ra mắt, chắc chắn là sẽ làm cho mọi người bất ngờ đó nha. Vẫn là hai hương cũ nhưng điểm khác biệt ở đây chính là dòng Immuno Blend là hương cam mật ong, còn dòng Energy Blend là hương dâu yến mạch. Hai sản phẩm này đang cực kỳ hot trên thị trường đó nha mọi người, bởi vì diện mạo mới và công thức cũng mới luôn. Ok, và bây giờ mọi người hãy cùng mình nhìn ngắm về thiết kế của hộp quà Tết nha. Lốc 6 chai 297ml được để trong một hộp giấy kawaii cầm cực kỳ xịn sò. Bên trên còn có những hình ảnh đặc trưng của ngày Tết như là dưa hấu, bánh chưng, hoa mai rất dễ thương. Và bật mí cho mọi người, đây là phiên bản giới hạn đặc biệt chỉ thời gian này mới có. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình mở ra xem thử bên trong hộp này có gì nha. Wow, trong hộp 6 chai này thì là mix của hai vị đó mọi người. Sẽ có 3 chai là dâu yến mạch và 3 chai là cam mật ong. Và thành phần thì ngoài thành phần mới là yến mạch và mật ong ra thì trên sản phẩm hương dâu sẽ chứa 62 calories trên 100ml và sản phẩm hương cam thì chỉ có 59 calories trên 100ml thôi. Ngoài ra thì các thành phần như vitamin C, vitamin E, kẽm, vitamin B3, vitamin B6 và canxi cũng được in rất là nổi bật trên thân chai. Hôm nay thì mình có hai vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ uống thử chút. Đây là phần mình mong chờ nhất nãy giờ rồi đó. Mình sẽ thử hương dâu yến mạch trước nha. Theo mình cảm nhận là hương dâu mới có vị ngọt dịu nhẹ hơn, hương vị cũng hòa quyện và thơm mùi sữa dâu chua chua. Và tiếp theo sẽ là hương cam mật ong. À, trước khi uống thì mấy bạn nên ướp lạnh sản phẩm này uống sẽ ngon hơn nha. Về hương vị thì sản phẩm cam mật ong này so với hương cam cũ thì đậm mùi sữa hơn và cũng ngọt hơn nữa. Mà mình nghĩ là có lẽ đến từ thành phần mật ong của sản phẩm này đó mọi người. Mấy bạn nào mà thích uống những loại thức uống đậm đà và ngọt thì chắc chắn là sẽ rất thích sản phẩm này. Mà nãy giờ làm việc mệt mệt tự nhiên uống xong cảm thấy khỏe khoắn hơn đó các bạn. Nên là bình thường nếu mà mấy bạn làm việc, học bài hay là chơi thể thao cảm thấy mệt mệt thì cũng có thể uống Nutriboost này để tạo năng lượng ngay lập tức nha. Mùa Tết các bạn có thể mua hộp quà Nutriboost này để tặng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay người thân như những lời chúc sức khỏe cũng rất ý nghĩa. Chúc các bạn tìm được hương vị phù hợp với mình. Nếu thích đừng quên like, comment và subscribe kênh YouTube của Bách Hóa Xanh nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.